Đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ, Hỗn Thiên Hầu ngưng tụ lực lượng vào trong thanh mâu nguyền rủa. Sau đó, phóng xuất rất nhiều đầu lâu tấn công Thạch Hậu, cậu nhanh chóng lùi lại, sau đó bỏ phát lực lượng ngăn cản. Dù chiêu thức không đạt được kết quả như mong muốn, vậy nhưng lão ta vẫn tự tin cho rằng mình sẽ chiến thắng, còn Thạch Hậu thì không. Cho dù là tồn giả bình thường mà bị đầu lâu của lão đụng phải thì cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Thạch Hậu tức giận, làm hại ngàn vạn con dân Thạch Quốc. Hôm nay, không chạm tên này thì cậu cũng uổng xưng là nhân hoàng. Dứt lời liền tế ra bảo thuật đánh thẳng tới vị trí của Hỗn Thiên Hầu. Lão ta trực tiếp lấy trường mâu đón đỡ, tuy nhiên uy lực chiêu thức của Thạch Hậu quá mạnh. Lão ta bị đẩy lui về sau, trường mâu trên tay cũng bị nứt ra. Nhưng không vì vậy mà lo lắng, lão tiếp tục bộc phát sát khí rồi cho biết bây giờ cẩn thận thì cũng đã muộn rồi. Lời vừa nói xong liền nhảy lên không trung ngưng tụ chiêu thức. Vậy nhưng còn chưa kịp làm xong thì Thạch Hậu đã ném ra đà thần thạch tặng cho một cú giữ ngực, thân thể rơi xuống đất ngã vài vòng. Hỗn Thiên Hầu lập tức bỏ chạy, Thạch Hậu đuổi theo yêu cầu lão giao ra cây thuốc. Nhân cơ hội tiếp cận đó, lão liền bộc phát ra một cú lốc xoáy màu đỏ. Thạch Hậu không kịp giảm vận tốc nên thân thể trực tiếp lao vào trong cơn lốc đó. Tại chiến trường khác, Mao Cầu và Tiểu Hồng đang liên tục bón hành cho tượng thần. Tên này bị ăn đòn ngập mồm, hắn cố gắng phản công ngược lại. Mao Cầu cảm nhận được huyết khí bên Thạch Hậu càng lúc càng nồng đậm, e là chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Tiểu Hồng thì cảm thấy cây thuốc đó vẫn chỉ là tàn thuốc, tuy được sửa chữa lại nhưng chung quy không phải là nguyên vật. Tên bị phong ấn trong đó muốn chạy trốn ra thì cũng phải tốn một chút thời gian. Bên này, Hỗn Thiên Hầu ném ra trường mâu định đánh lén Thạch Hậu, vậy nhưng bị cậu tránh né. Lão ta tiếp tục dùng tới thanh kiếm. Thạch Hậu cũng xuất ra côn bằng bảo thuật tấn công kịch liệt, hủy đi thanh mâu bị nguyền rủa. Sau đó lao về phía lão ta yêu cầu đối phương tự chói đền tội. Tuy nhiên, Hỗn Thiên Hầu lại cười lớn, chiêu thức của lão cũng đã ngưng tụ xong. Cho nên tự tin cho biết, sinh hồn huyết khí hiện giờ đã đủ cho lão thi pháp đánh thức huyết tu rồi. Lão giơ kiếm lên trời, bạo phát huyết khí nồng đậm. Ngay lập tức, một thân ảnh khổng lồ cũng được triệu hoán ra. Thạch Hậu không bỏ cuộc, cậu lao tới cố gắng gián đoạn kỹ năng thi pháp của Hỗn Thiên Hầu, vậy nhưng không được. Vô số huyết khí tụ tập lại, giúp cho thân hình huyết tu ngưng thực hơn. Thạch Hậu cầu cứu Tiểu Hồng cùng Mao Cầu mau xử lý cái tên của Thiên Quốc kia, rồi qua bên này giúp sức. Tượng thần thế vậy cũng lên tiếng hợp lực với huyết tu đánh một trận. Không thể để cho bọn chúng tập hợp được, Tiểu Hồng lập tức xuất ra bảo thuật, triệu hoán ra vô số thanh kiếm bao vây tượng thần lại. Mao Cầu thì vùng vũ khí đánh ra một trường lực xuyên ngực tên kia, khiến gã ta tan xác. Năng lực nhanh chóng được huyết tu hấp thù, khiến hắn ta mạnh hơn, nhanh chóng đẩy lùi Thạch Hậu. Thạch Hậu tiếp tục lao tới tấn công và lập tức rơi vào nguy hiểm. Cậu nhanh trí chém ra một kiếm gọi là kiếm chạm tinh thần để thoát khỏi khống chế. Huyết tu bắt đầu phản công, ngay sau đó Tiểu Hồng và Mao Cầu cũng đã đến. Vậy nhưng hai người hoàn toàn không làm gì được tên này. Hắn ta vô cùng vui mừng vì sau 1.000 năm ẩn nấp cũng thoát được. Hắn điều khiển Hỗn Thiên Hầu làm con rối, dù có bị hủy đi thì có sao. Thì ra tên này chưa hoàn toàn thoát ra bên ngoài mà đang cố trì hoãn thời gian để tiếp tục thoát khốn. Hỗn Thiên Hầu nhanh chóng lao lên, tung một đấm đẩy lùi Thạch Hậu. Lão tiếp tục lao lên vậy nhưng bị Mao Cầu và Tiểu Hồng ngăn cản. Không chịu bỏ cuộc, lão xông lên tặng cho hai con hung thú mỗi người một cước rồi chặn đường Thạch Hậu. Thạch Hậu hoàn toàn yếu thế trước sự tấn công dồn dập này. Để tranh thủ thời gian thoát khốn hoàn toàn, huyết tù quyết định cho Hỗn Thiên Hầu tự bạo. Biết được ý đồ này, ba người lập tức xuất thủ ngăn cản. Vậy nhưng trong thời gian ngăn cản đó thì tên kia đã hoàn toàn được tự do, hắn cười lớn vui sướng. Thạch Hậu yêu cầu đem chu yếm chi lực ngưng tụ vào Trấn Quốc thần kích, còn cậu thì lao lên không trung, cánh tay cầm trường kích ra chỉ thêm sức mạnh vào nó rồi phóng xuống bên dưới đâm xuyên người huyết tu. Ăn xong chiêu này, cơ thể hắn liền bất ổn. Hắn cho rằng dù lần này có thất bại thì cũng chỉ là bỏ đi con số này mà thôi. Chỉ cần lưu lại huyết chủng thì cùng lắm là ẩn núp lần nữa, sau đó sẽ có ngày thoát khốn lần nữa. Vậy nhưng Thạch Hậu đâu có cho tên kia dễ dàng đạt được mong muốn như vậy. Cậu cầm lên trường kích rồi trực tiếp đánh vỡ thanh kiếm, chấm dứt cho tên huyết tu đó. Kế tiếp là hủy đi huyết chủng mà thôi. Thần hòa của Tiểu Hồng khắc chế huyết tu nên dùng nó để đốt sạch sẽ những gì còn sót lại. Về phần Hỗn Thiên Hầu, lão không ngờ lại có kết quả này. Nhưng chuyện thì cũng đã làm rồi, không có gì để nói nữa, ra tay đi. Thạch Hậu phế tu vi của lão rồi yêu cầu cùng nhau quay về đế đồ nhận thẩm phán. Hỗn Thiên Hầu thừa nhận rằng tuy bản thân mình có bị ảnh hưởng của huyết ma xích, vậy nhưng dù sao cũng là dục niệm trong lòng thúc đẩy làm những chuyện này. Cho nên không có gì biện hộ cỏ, cũng không cần xét xử nữa. Dứt lời liền lấy ra con dao để tự sát, sau đó nhắc nhở cậu hãy cẩn thận Thiên Quốc huyết tế. Quay trở về, Thạch Thanh Phong liền đem mọi chuyện ở Tây Cường kể lại. Thạch Hậu cho biết hôm nay gọi mọi người tới là để thương nghị chọn người kế vị. Cậu tuyên bố muốn thoái vị, bây giờ bản thân đã có quyết định này. Cảnh báo của Hỗn Thiên Hầu khiến cậu cảm thấy phải tranh thủ thời gian.
Vậy nhưng Băng Cừu lại cho rằng bên người cậu đã có hai vị cao thủ đã đốt lên thần hỏa rồi, lại có mấy vị tôn giả, trong bát vực này còn có thế lực nào có thể dung chuyển Thạch Quốc được nữa. Lão khuyên cậu cũng không nên lo lắng như vậy nữa. Thạch Hạo cho rằng lần này cự đầu thượng giới trả giá to lớn mới xé ra một khe hở hư không dẫn cường địch tới. Tuy là không thể liên tục tới đây, nhưng lỡ như vẫn còn xuống thì sao? Cái gọi là Thiên Quốc là chỗ của sát thủ tượng thần, chắc cũng là một phái của thượng giới. Còn Thiên Quốc huyết tế mà Hỗn Thiên Hầu nói, rốt cuộc là vì sao thì họ cũng không rõ. Chỉ là con người khi sắp chết thì sẽ biết nói thật. Nếu đã là lời nhắc nhở trước lúc lâm chung thì chắc là cực kỳ quan trọng và nguy hiểm. Cho nên, Thạch Hạo muốn bản thân mình phải nhanh chóng tăng lên thực lực. Việc trị quốc này đành phải giao cho người khác có năng lực. Mà người kế vị thì cậu đã có lựa chọn của mình, đó chính là Thạch Thành Phong. Lời đã nói ra, ý cũng truyền đạt, mọi người cũng không có ý kiến nên Thạch Thành Phong được lên làm hoàng đế. Nếu như sau này không hợp thì có thể yêu cầu hắn nhường ngôi. Bây giờ cậu muốn từ biệt mọi người. Có chuyện gì thì cứ đến Tam Sinh Sơn tìm mình. Phân phó xong mọi chuyện, Thạch Hạo liền rời đi. Tới đây thì tập phim đã dừng lại. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, các bạn hãy đón xem ở các tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!